Quý xin kính chào tất cả các chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Và đây là một sản phẩm mới vừa về tại công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng Minh Huy, Fortuner máy dầu. Xe này thì được sản xuất vào năm 2019. Khách hàng ở Tân Phú, cá nhân đứng tên các anh chị. Và biển số xe, đây Huy cho các anh chị và các bạn mình xem cái biển số xe. Thành phố, anh chị nào có hộ khẩu ở thành phố thì sẽ tiết kiệm được 20 triệu phần phí biển số. 51H20262. Còn xe này còn khá đẹp nha các anh chị. Đó, mình sẽ đi một vòng để mình xem về chất lượng của sản phẩm. Đó, đèn, anh chị thấy không? Khe hở giữa về cản, như cabo. Đó, mọi thứ còn rất là đẹp. Vỏ, anh chị mới đi được khoảng 20.000 cây số thì chất lượng vỏ anh chị thấy không? Đó, còn rất là dài luôn. Còn đây, bên trong. Thực sự là xe này thì quan trọng là anh chị xem giá cả như thế nào, có phù hợp với gia đình mình sử dụng hay không. Anh chị mua sản phẩm này anh chị tiết kiệm được khá là nhiều thuế, rồi nhiều thứ, chi phí đăng kiểm, rồi phí quản lý đường bộ, rồi giá xe cũng giảm nữa. Màu đồng anh kim. Còn ngoại thất của xe thì hầu như còn nguyên bản các anh chị, mà xe chủ xe cũng đã gắn phụ kiện khá là nhiều rồi, cho mình về mình đỡ tốn ha, đỡ trốn chi phí, giống như là dán phim rồi che mưa đó, những cái đây, những cái chén cửa mà chrome. Còn anh chị nhìn ha, nẹp chân kính mọi thứ là còn sáng trưng, mới, và có thêm nẹp ở trên cửa nữa anh chị. Gầm vuông đây mình xem bảo dưỡng thì anh chị được bảo dưỡng bảo hành á miễn phí, bảo hành xe các anh chị tới tháng 11, gần cuối tháng 11 năm 2022, là một năm nữa lần các anh chị. Đó, anh chị xem ha, khe hở giữa các chi tiết. Fortuner là một trong những cái chiếc xe mà tiết kiệm nhiên liệu, bên Mỹ, chi phí bảo trì bảo dưỡng rẻ nữa các anh chị. Bền, xe này cực kỳ bền luôn. Xe có trang bị camera gear. Đó, những cái nẹp chống trầy ở cản sau, cảm biến gie, vỏ sau cua. Còn gầm nhún anh chị yên tâm nha, vỏ hay vỏ sau anh chị thấy dài không? Còn gầm nhún thì còn nguyên bản hết. Xe này thì bên Huy về chủ yếu sẽ tiến hành là vệ sinh, vệ sinh gầm. Đó, anh chị thấy độ đều màu từ trước ra sau luôn. Khe hở giữa chi tiết về cản rồi cửa, vỏ. Xe này thì hiện tại thì bên Huy sẽ tiến hành làm Marukori, làm đẹp theo tiêu chuẩn của Nhật Bản. Sẽ vệ sinh toàn bộ ngoại thất, đánh bóng xe, vệ sinh nội thất bên trong, khử khuẩn. Cũng như là bên Huy sẽ tiến hành vệ sinh toàn bộ động cơ và vệ sinh toàn bộ gầm. Cho nên chị hoàn toàn yên tâm và tiến hành bảo dưỡng, bảo trì cho anh chị đầy đủ. Anh chị chỉ việc lái xe về và sử dụng thôi. 5.000 cây số, anh chị sẽ đưa xe đến hãng bảo dưỡng nha. Sơ bộ phần ngoại thất cho anh chị nắm thì Huy mời các anh chị cùng Huy xem chi tiết phần nội thất bên trong để đánh giá về chất lượng của sản phẩm nha các anh chị. Đây, Huy mời các anh chị cùng Huy xem chi tiết về sản phẩm. Đó, tắp bi cửa, keo trùng anh chị yên tâm nha, bên Huy đã kiểm tra rất là kỹ rồi. Đó, những cái miếng chống trầy ha, bật lên xuống. Đó, xe đã được chủ xe bọc da, da xịn nha các anh chị, rất là mềm và mới, dường như là dãy sau này thì chủ xe ít chở ha, ít chở người cho nên nó rất là căng và nó không bị gọi như là bị sờn hay là bị nhèo gì cả. Đó, lót sàn này các chị, lót sàn rất là đẹp, màu đen. Ở trên trần thì chủ xe đã bọc trần 3D rất là đẹp, màu kem, nó tạo nên không gian bên trong khá là sáng sủa. Mình xem đây, Huy đây các chị thì tắp bi bọc da, hay anh chị xem ha. Đó, ghế nó không bị nhèo gì hết nha các chị. Đó, anh chị xem rất là đẹp. Và xe này á thì như Huy vừa thấy thì chủ xe đã có trang bị thêm cái nút khởi động startup luôn nha các chị nha. Đó, startup luôn, khởi động bằng nút bấm. Đó, để Huy nổ máy thử nha. Ồ, tuyệt vời, chỉ cần nhấn nút và xe này sẽ tự động nổ luôn các anh chị. Vô lăng rất là mới, mặt đồng hồ tắp lô các anh chị. Đây,
Odo chuẩn 23.000 cây số nha. Anh chị nhìn thấy cái mặt đồng hồ tắp lô nó không có dấu gì hoặc là bị trầy hết, và nội thất còn rất là thơm. Và đặc biệt là một điểm mà Huy rất là thích là cái đầu DVD đó, có dẫn đường nè các anh chị, âm nhạc nè, có zin, có rất là nhiều những cái tính năng như là một cái điện thoại, có drawer room luôn nè anh chị, tuyệt vời. Thì anh chị mình lấy những cái sản phẩm này về thì mình thừa hưởng được những cái option, những cái phụ kiện mà chủ xe đã gắn đó. Những cái phụ kiện như thế này thì mình đỡ tốn chi phí rất là nhiều nha các anh chị. Về đối với hộp số này thì có chế độ Eco Power, hệ thống chống trơn trượt đầy đủ. Còn mọi thứ thì nhìn rất là mới luôn. Ghế, nội thất còn rất là thơm. Xe này bên Huy mới lái về chưa có làm Marukuri nha, nhưng mà chủ xe đi giữ rất là kỹ. Mình sẽ xem qua về phần động cơ. Đây, động cơ nổ rất là êm nha các bạn. Động cơ hộp số bên Huy bảo hành 1 năm 20.000 cây số cho các chị, cho nên là yên tâm, không lo gì cả. Bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Và thực sự là chi phí bảo trì bảo dưỡng đối với cái dòng máy dầu này cực kỳ rẻ. Anh chị nào mà đã sử dụng cái dòng này rồi anh chị sẽ biết, sẽ cảm nhận được. Và hiện tại thì sản phẩm này bên Huy đang chào bán với giá là 900 triệu. Anh chị nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn cho anh chị nha. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc dưới bên phải màn hình để Huy sẽ cập nhật sớm nhất những cái sản phẩm vừa về tại công ty cho anh chị. Để anh chị cảm thấy sản phẩm nào phù hợp với gia đình mình sử dụng thì liên hệ để Huy tư vấn cho anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại các chị trong những video tiếp theo ạ.